Kính chào quý khán thính giả. Đây là chương trình 5 phút suy niệm lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Một vụ Đa Minh tại Houston thuộc phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm dòng Đa Minh. Tôi là Linh Mục Phao Nguyễn Hải Đăng. Hôm nay là ngày thứ năm trong tuần lễ thứ 34 mùa thường niên năm B, cũng là ngày cùng với đất nước Hoa Kỳ chúng ta mừng kính lễ tạ ơn Thanh Ghi Vinh. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galile. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hội đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng, Lạy Thầy giê -xu, xin dụ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy Đức giê -xu bảo họ, hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch, một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói, không phải cả mười người đều được sạch sao, thế thì chín người kia đâu. Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta, đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh kính thưa cộng đoàn hôm nay chúng ta hòa chung niềm vui với đất nước hoa kỳ trong ngày lễ tạ ơn chúng ta tạ ơn thiên chúa chúng ta tri ân nhau tri ân đất nước này dân tộc này đã cô mang chúng ta trong hành trình đi tìm tự do của một con người đúng nghĩa. Nhưng tâm tình tạ ơn đó không chỉ gói gọn trong ngày hôm nay, nhưng đối với chúng ta là những người kỳ tô hữu, mỗi ngày sống của chúng ta phải là một lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày đã qua. Tạ ơn Thiên Chúa về giây phút hiện tại này và tạ ơn Thiên Chúa cả về những gì sẽ đến trong tương lai. Vì vậy, trong thánh lễ mà chúng ta cử hành hôm nay, trong lời kinh tiền tụng của giáo hội, giáo hội luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta về điều đó. Lạy Chúa, tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng vì chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban bởi những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ đời đời. Thật sự lời tạ ơn của chúng ta không thêm gì cho Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa là đứng hiện hữu tròn đầy của tất cả mọi hiện hữu, bởi Thiên Chúa là đứng sáng tạo từ hư vô tuyệt đối. Nghĩa là trước Thiên Chúa chúng ta không hề hiện hữu. Mặc khải kinh thánh đó muốn nói với chúng ta rằng, thiên chúa không cần gì nơi mỗi người chúng ta thiên chúa không cần lời tạ ơn của chúng ta nhưng thiên chúa vui lòng đón nhận tâm tình tạ ơn của mỗi người chúng ta dâng lên chúa bởi đó là một thái độ cần thiết và phải có của một loài thụ tạo đối với thiên chúa là đấng sáng tạo nhưng quan trọng hơn hết khi chúng ta dâng lời tạ ơn thiên chúa thì chính lời tạ ơn đó nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta có bây giờ và lúc này tất cả đều do thiên chúa và bởi thiên chúa mà ra và chính tâm tình và thái độ đó làm nên giá trị cứu độ trong lời tạ ơn của mỗi người chúng ta vì vậy, trong tâm tình của ngày lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa chính lời kinh tạ ơn của giáo hội bằng tất cả sự chân thành của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, chúng con luôn ý thức rằng tất cả những gì chúng con có đều do Chúa và bởi Chúa mà ra xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn đó trong mỗi ngày sống của mình để dù vui hay buồn thành công hay thất bại chúng con luôn biết đón nhận cuộc đời này như một quà tặng của thiên chúa đồng thời giúp chúng con biết sống khiêm tốn hơn bởi không có điều gì trong cuộc đời này thuộc về chúng con nhưng tất cả đều là quà tặng của thiên chúa cảm nhận được như vậy, chúng ta mới ý thức được rằng việc chúng ta sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa không còn là một bổn phận phải làm, để chúng ta được sống như một con người đúng nghĩa. Như hình ảnh của người phong cùi xứ Samaria trong bài Tin mừng ngày hôm nay, sau khi được Đức Giêsu chữa khỏi bệnh, anh đã quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa, nhưng chính người Do Thái thì không như vậy tỷ lệ 9 phần 10 mà Đức Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay thực sự khiến chúng ta phải suy nghĩ. Đôi khi chúng ta cũng giống như những người do thái trong bài tin mừng hôm nay. Chúng ta quên tạ ơn Thiên Chúa bởi chúng ta chưa biết trân trọng những ân ban của Thiên Chúa. Bởi nó quá quen thuộc đến nỗi chúng ta không cảm nhận được cuộc đời của chúng ta tất cả những gì chúng ta có dù là những điều chưa thực sự trọn vẹn như chúng ta nghĩ nhưng tất cả đều là quà tặng nhân không của thiên chúa. Ước mong lời Chúa trong ngày lễ tạ ơn hôm nay chính là một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta, cuộc đời của chúng ta phải là một lời tạ ơn mỗi ngày sống của chúng ta phải là một lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày đã qua. Tạ ơn Thiên Chúa về giây phút hiện tại này. Và tạ ơn Thiên Chúa cả về những gì sẽ đến trong tương lai. Để mỗi ngày sống của chúng ta thực sự là một hy lễ tạ ơn, đúng nghĩa, có giá trị và đẹp lòng Thiên Chúa. Amen.